14 thực phẩm quét sạch độc tố và thải độc cơ thể một cách thần kỳ, biết mà dùng sớm cả đời không lo bệnh tật. Hoan hỉ chào đón quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, khi cơ thể nhiễm độc sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy. Việc ăn uống để thải độc là vô cùng quan trọng. Dưới đây là danh sách những loại rau củ quả được các danh y Trung Quốc chia sẻ và lưu truyền từ ngàn đời nay. Hãy thêm chúng vào danh sách sức khỏe vàng trong bữa ăn hàng ngày của gia đình mình. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. 14 thực phẩm quét sạch độc tố và thải độc cơ thể một cách thần kỳ, biết mà dùng sớm cả đời không lo bệnh tật. 1. Mướp đắng. Theo Đông y, mướp đắng mặc dù có vị đắng nhưng có tác dụng giải độc, giải nhiệt vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy mướp đắng có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của các khối u, tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể. 2. Đậu xanh. Vào mùa hè, đậu xanh được xem là một trong những thực phẩm phát huy nhiều tác dụng nhất đối với sức khỏe. Ngoài việc giải khát khi thời tiết nóng, Đông y cho rằng đậu xanh có tác dụng giải độc, lợi tiểu, khử ẩm, làm cho tinh thần sảng khoái, bổ sung năng lượng, giảm căng thẳng đầu óc, giảm áp lực cho tim. 3. Mộc nhĩ đen. Người làm những nghề có liên quan đến bông vải, sợi đay nên dùng nhiều mộc nhĩ đen vì mộc nhĩ đen có tác dụng trừ bài chất sợi, khiến cho những chất sợi có hại này không thể tồn tại trong cơ thể. Chất keo thực vật có trong mộc nhĩ đen có sức hút và kết dính cao, có thể hút thấm hết những tạp chất còn tồn tại trong hệ tiêu hóa, giúp máu trở nên sạch hơn, đồng thời còn làm hạ cholesterol, phòng chống xơ cứng mạch máu. 4. Súp lơ xanh. Súp lơ xanh là thực phẩm rất giàu dinh dưỡng thiết yếu, vitamin, khoáng chất, chất diệp lục, beta-carotene. Ngoài ra, nó còn là thực vật đứng nhóm đầu trong danh sách củ nên ăn thường xuyên bởi rất giàu thành phần indol và thicoinate có lợi, giúp loại bỏ các độc tố ra khỏi cơ thể, từ đó làm giảm gánh nặng cho thận, hỗ trợ và ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của các tế bào ung thư. 5. Atiso. Atiso giúp cho việc giải độc hiệu quả. Bạn nên suy nghĩ việc bổ sung atiso thành thực phẩm hàng ngày. Trong thực tế, nó có một hiệu quả tuyệt vời với kháng chất magie, giúp kích thích giấc ngủ, loại bỏ tâm trạng xuống dốc và căng thẳng. Ngoài ra, với hàm lượng chất xơ cao, giúp tiêu hóa tốt, atiso rất giàu kali, lợi tiểu, vì thế loại bỏ được nhiều chất độc hại trong cơ thể. Chúng ta có thể ăn sống hoặc nấu chín thực phẩm này. 6. Bắp cải. Bắp cải là một trong những loại rau được sử dụng nhiều nhất cho việc giải độc. Chúng có đầy đủ các thành phần chống oxy hóa, giúp gan phân hủy chất béo dư thừa. Cải bắp cũng làm sạch ruột và giúp dạ dày ổn định. Tính chất kháng khuẩn của nó giúp thanh lọc toàn bộ cơ thể. Bên cạnh đó, bắp cải còn vô hiệu hóa một số chất độc hại và tạo thuận lợi cho việc tiêu hóa nước ở gan, có tác dụng phòng chống ung thư. 7. Củ cải đường. Thực phẩm tốt nhất của việc giảm béo, giải độc chính là củ cải đường. Củ cải đường có chứa hỗn hợp độc đáo của các loại khoáng chất tự nhiên, góp phần loại bỏ các chất độc hại. Trong củ cải đường có chứa methionine và betadine, chống lại độc tố trong khi loại bỏ các chất axit á béo. Nó giúp lọc máu, làm cân bằng axit bazơ có trong máu. Ngoài chức năng làm sạch gan, những yếu tố này cũng giúp kích thích cung cấp oxy trong tế bào. 8. Cà chua. Với lượng kali khá cao, cà chua cũng chứa lycopene, chất có trong các loại thực phẩm màu đỏ. Màu đỏ tươi giúp chống oxy hóa mạnh, giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, các vấn đề về dạ dày và chống ung thư. Ngoài ra, độ chua của nó còn kích thích tiết dịch tiêu hóa, tạo điều kiện cho việc loại bỏ các chất độc hại trong cơ thể. Làm nước ép trái cây hay nấu chín, bạn đều thu được những lợi ích cao từ việc sử dụng cà chua như một thực phẩm cần thiết. 9. Thì là. Giàu calo và chất xơ, thì là cũng là một loại thực phẩm giúp cơ thể khỏe mạnh. Lá và hạt của nó chứa các chất dinh dưỡng chống oxy hóa, thường được sử dụng trong các loại trà thảo để điều chỉnh rối loạn tiêu hóa. Sau mỗi dịp ăn uống nhiều mỡ, bạn có thể tự chuẩn bị cho mình một món súp, bánh từ rau thì là, bởi nó có tác dụng giảm độc tố. 10. Dưa chuột.
Dưa chuột là một trong những loại thực phẩm hàng đầu. Ngoài những tác dụng tốt cho sức khỏe như bù nước, giảm nhiệt, loại bỏ độc tố, nó còn là loại quả rẻ tiền, hữu ích trong việc làm đẹp. Dưa chuột có nhiều nước, chiếm 96%, rất ít calo, 10 calo trên 100g. Có tính lợi tiểu và phục hồi khoáng với rất nhiều chất khoáng và nguyên tố vi lượng, kali, phốt pho, magie. Dưa chuột chứa những chất chống oxy hóa đặc biệt với tỷ lệ như beta-carotene và alpha-carotene, vitamin C, vitamin A, zeaxanthin và lutein. Loại quả này có lượng vitamin K cao, cung cấp khoảng 17 omega-gam vitamin, calo trên 100g. Vitamin K có vai trò quan trọng đối với xương do nó thúc đẩy hoạt động tạo xương. Vitamin này cũng đã được xác định vai trò trong điều trị bệnh nhân nhờ hạn chế tổn thương tế bào thần kinh trong não. Tuy nhiên, bạn cần lựa chọn và rửa sạch trước khi sử dụng để tránh những hậu quả xấu do ảnh hưởng của thuốc trừ sâu gây ra. 11. Mật ong. Từ xưa, mật ong đã nổi tiếng là loại thực phẩm giải độc và làm đẹp. Trong mật ong có chứa nhiều vitamin và axit amin thiết yếu cho cơ thể con người. Dùng mật ong thường xuyên có tác dụng bài trừ độc tố, đồng thời cũng có tác dụng nhất định trong việc phòng chống các bệnh về mạch máu và các chứng suy nhược thần kinh. 12. Quả chanh. Chanh là loại quả tốt trong việc giúp thanh lọc gan. Nhiều người thích uống nước chanh vì có chứa vitamin C, hàm lượng vitamin C cao 51,7mg trên 100g. Các chất flavonoid trong chanh, chất chống oxy hóa, có thể chống các bệnh suy thoái não. Không chỉ thế, chanh còn có tác dụng làm sạch bàng quang, thận, hệ tiêu hóa và phổi. Thường xuyên bổ sung các cốc nước hòa với nước vắt nửa quả chanh vào chế độ ăn hàng ngày của bạn còn giúp quá trình tiêu hóa của cơ thể diễn ra thuận lợi hơn. Có thể dùng quả chanh tươi hoặc nước cốt chanh đóng chai. Lưu ý, người đau dạ dày không nên uống quá nhiều chanh. 13. Bưởi. Chẳng quá xa lạ với người Việt Nam. Nói về công dụng của quả bưởi thì đây là một loại quả rất giàu chất xơ và vitamin. Trong bưởi có chứa pectin, một loại chất xơ giúp giảm lượng cholesterol trong máu và hỗ trợ bài tiết cơ thể hiệu quả. Đồng thời, pectin còn có khả năng ngăn ngừa các kim loại gây hại cho cơ thể. Bưởi là loại quả có chứa nhiều vitamin C và các chất chống oxy hóa, giúp tăng cường quá trình thải độc cơ thể tự nhiên của gan. Đồng thời, còn giúp bạn có một làn da mịn màng, sáng hồng rạng rỡ, một thân hình thon gọn, chắc khỏe. Vì vậy, ăn bưởi mỗi buổi sáng hoặc sử dụng nước ép bưởi hàng ngày không chỉ thúc đẩy giảm cân mà còn có thể thải độc cơ thể cho các bạn. Ngoài ra, bưởi cũng được xem là một loại trái cây giúp phòng chống bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày và ung thư tuyến tụy. 14. Nghệ. Nghệ là một trong những loại gia vị có lợi cho việc duy trì sức khỏe của gan. Vì nghệ có khả năng tiêu hóa chất béo và hoạt động như một kháng sinh tự nhiên bảo vệ cho gan của bạn. Củ nghệ giàu canxi và kali, làm dịu các cơn đau đường tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, chứng bụng. Trong thành phần của củ nghệ có chứa chất curcumin, có thể chữa lành những tổn thương trong gan, dạ dày, đồng thời thúc đẩy màng nhầy và da phát triển khỏe mạnh. Ngoài ra, nó còn có tác dụng hỗ trợ khớp xương bị thoái hóa hay bị viêm khớp, giúp tăng cường hệ tiêu hóa, làm giảm cholesterol, đào thải chất độc, làm khô và giúp vết thương mau lành. Trong ăn uống, nên pha trộn nghệ để làm tăng hương vị, giúp món ăn ngon và hấp dẫn hơn nhưng cũng rất tốt cho sức khỏe. Ngoài việc sử dụng những thực phẩm tốt giải độc cơ thể thì chúng ta cũng nên thử thực hiện một số cách sau. 1. Bắt đầu buổi sáng với một cốc nước trái cây lớn. Thay vì uống một tách cà phê yêu thích hoặc một tách trà đen, hãy nhâm nhi một cốc nước trái cây giúp cơ thể khỏe mạnh và loại bỏ độc tố. Hãy chắc chắn rằng bạn không thêm đường và mật ong vào cốc nước. Nước chanh, mơ, dâu hoặc kiwi là một thay thế lành mạnh so với cà phê và trà đen, giúp làm sạch cơ thể, đồng thời tăng cường cho hệ miễn dịch. Trà xanh cũng là một thức uống lành mạnh, trừ khi bạn mua loại đóng chai và thêm đường vào nó. 2. Tăng cường tập thể dục. Chúng ta biết rằng tập thể dục đem lại nhiều lợi ích về thể chất và tâm lý. Nó không chỉ cải thiện tâm trạng mà còn giúp chúng ta cải thiện sức khỏe toàn thân.
Tập thể dục thường xuyên giúp tăng tuổi thọ và giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh, bao gồm tiểu đường loại 2, bệnh tim, huyết áp cao và một số bệnh ung thư. Mặc dù viêm là cần thiết để phục hồi sau khi bị nhiễm trùng hoặc chữa lành vết thương, nhưng quá trình viêm xảy ra mạnh mẽ sẽ làm suy yếu hệ thống cơ thể và tạo điều kiện cho một số bệnh tật. Bằng cách giảm viêm, tập thể dục có thể giúp hệ thống cơ thể bạn, bao gồm cả hệ thống giải độc, hoạt động đúng và chống lại bệnh tật. Có bằng chứng cho thấy tập thể dục có khả năng cải thiện chức năng tiêu hóa và chuyển hóa thức ăn. Những người tập thể dục thường xuyên hơn có ít độc tố lưu thông khắp cơ thể. Nếu bạn tập luyện chăm chỉ thì sẽ giúp tiêu thụ được nhiều calo hơn, hỗ trợ quá trình giảm cân. Các chuyên gia khuyên rằng nên dành 150-300 phút mỗi tuần để tập thể dục với cường độ vừa phải, chẳng hạn như đi bộ nhanh, hoặc 75-150 phút mỗi tuần để hoạt động thể chất cường độ mạnh, chẳng hạn như chạy. 3. Thưởng thức một bữa sáng lành mạnh. Nếu bạn đang trải qua một mùa đông nặng nề và ì ạch, một ly sinh tố rau xanh đậm, dinh dưỡng là sự lựa chọn hữu hiệu vào buổi sáng của bạn. Nếu bạn chỉ để làm sạch cơ thể, sinh tố và salad rau ăn kèm với một quả trứng cho bạn vào bữa sáng đủ dinh dưỡng mà vẫn thanh lọc cơ thể. Với bữa trưa và bữa tối, bạn nên kết hợp thực phẩm một cách cẩn thận và loại bỏ bất kỳ món ăn nào gây đầy hơi. Hãy ăn trái cây và rau xanh cũng như các loại hạt giúp cơ thể bạn thanh lọc tốt mà vẫn cung cấp đầy đủ năng lượng. 4. Loại bỏ trứng chướng bụng. Đầy hơi chướng bụng là một hiện tượng mà chúng ta không phải chưa bao giờ gặp, nhưng lại ít khi đề cập và thường coi là một vấn đề tạm thời, trong khi thực tế thì nó có thể trở thành mãn tính. Kết hợp thực phẩm chống lại hiện tượng đầy hơi như bồ công anh, dưa leo, đu đủ, chuối, gừng, mang tây, hạt cây thì là, hoa cúc và bạc hà vào kế hoạch bữa ăn hàng ngày của bạn là một cách hiệu quả để loại bỏ chướng hơi tự nhiên. 5. Tắm hơi. Tắm hơi giúp loại bỏ chất thải qua mồ hôi. Thêm vào đó, nó giúp đốt cháy 63-84 calo chỉ trong 30 phút. Nhưng lựa chọn này không phải dành cho tất cả mọi người. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi chọn thư giãn xông hơi và đừng quên uống nhiều nước để cân bằng độ pH của bạn. 6. Uống nhiều nước. Như đã nói ở trên, đây là một cách tuyệt vời để loại bỏ độc tố khỏi cơ thể của bạn. Nước làm dịu cơn khát của bạn, nó giúp điều chỉnh nhiệt độ của cơ thể, bôi trơn các khớp, hỗ trợ tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng, giải độc cơ thể của bạn bằng cách loại bỏ các chất thải. Các tế bào của bạn phải liên tục được sửa chữa để hoạt động tối ưu. Tuy nhiên, các quy trình này giải phóng chất thải dưới dạng ure và carbon dioxide gây hại cơ thể nếu tích tụ trong máu. Nước vận chuyển các chất thải này loại bỏ chúng một cách hiệu quả thông qua việc đi tiểu, thở hoặc đổ mồ hôi. Vì vậy, cung cấp nước đúng cách là rất quan trọng để thải độc cơ thể. Lượng nước cần cung cấp đủ hàng ngày là 125 oz 3,7 lít đối với nam và 91 oz 2,7 lít đối với nữ. Bạn có thể cần nhiều hơn hoặc ít hơn tùy thuộc vào chế độ ăn uống, nơi bạn sống và mức độ hoạt động. Một số chuyên gia đã gợi ý rằng có thể thêm chanh vào nước uống để hỗ trợ thải độc hệ tiêu hóa. Lưu ý, nên bổ sung thêm nước nhưng không nên uống quá nhiều. Nếu bạn để ý thấy mình thường xuyên đi tiểu quá nhiều vài lần trên phút thì có lẽ bạn đang uống quá nhiều lần và cần giảm lượng nước. 7. Thư giãn. Đây là một cách để thải độc vì chúng ta có thể tích tụ độc tố khi bị căng thẳng. Căng thẳng nhiều có thể gây ra những thay đổi nội tiết tố trong cơ thể, làm rối loạn các hoạt động thải độc. Châm cứu. Trong một số nghiên cứu, châm cứu được cho là giúp ngăn chặn sự tăng hormone gây ra căng thẳng và kích thích hệ thống thần kinh giao cảm. Xoa bóp. Massage giúp cơ thể giảm thư giãn và giảm căng thẳng. Trong quá trình thải độc, bạn có thể thử phương pháp này để giảm căng thẳng. Thiền. Thiền có thể đem lại nhiều lợi ích về mặt tâm lý, giúp giảm căng thẳng và gia tăng suy nghĩ tích cực. Yoga đem lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe về thể chất và tinh thần. Nó không chỉ giúp bạn duy trì vóc dáng mà còn giúp bạn cảm thấy thư giãn. Mục tiêu sử dụng của các hoạt động thư giãn khác nhau là để giúp giảm sản xuất cortisol
và tăng hoạt động chữa lành hệ thống thần kinh giao cảm. Stress sẽ giảm tăng tốc độ lão hóa và gây ra các vấn đề sức khỏe. Bằng cách giảm căng thẳng, bạn sẽ cảm thấy khỏe mạnh và trẻ trung hơn. 8. Tẩy da chết. Tẩy da chết với mục đích loại bỏ tế bào da chết và làm sạch lỗ chân lông da. Nếu cơ thể bạn đã tích lũy nhiều độc tố, da là nơi để chúng thoát ra khỏi cơ thể. Khi bạn đổ mồ hôi cũng sẽ tạo ra đào thải một số chất độc hại. Tuy nhiên, tẩy tế bào chết chỉ đảm bảo rằng làn da của bạn luôn sạch sẽ và được phục hồi. Tẩy tế bào chết là cách giúp làn da khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, nó còn giúp da của bạn bớt sạm màu, nếp nhăn. Bạn có thể sử dụng các loại gel hoặc hỗn hợp tẩy tế bào chết dịu nhẹ để massage bằng tay hoặc khăn mềm lên bề mặt da. Vâng, thưa quý vị và các bạn, quý vị thân mến, bằng việc thay đổi chế độ ăn uống, lối sống sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh hơn, các cơ quan trong cơ thể không còn phải làm việc quá mức để đào thải độc tố. Có rất nhiều phương pháp thải độc khác nhau, hãy lựa chọn cho mình một cách mà bạn cảm thấy yêu thích và cùng thực hiện để có cơ thể khỏe mạnh hơn. Ban biên tập chương trình xin khép lại video tại đây. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn bình an trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình tiếp theo.